kéo rồi. Chứ không dám đi ra tới đây. Em thấy mình sống sao mà đến nỗi cây dừa mà nó cũng còn thương mình nữa. Dạ. Không có cây dừa nó sập lâu. Không. Dạ không. Trời ơi trời. Bởi vì quá quá nhiều hoàn cảnh. Có bao giờ mình mong ước mình sửa lại được ngôi nhà không chị? Dạ em mong ước có cái nhà cho mấy đứa nhỏ nó ở chứ vậy em cũng sợ. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với mấy anh em đang có mặt tại huyện Tiểu Cần của tỉnh Trà Vinh. Và như cô bác quý anh chị thấy đây là một cái mái nhà lá. Và không biết thương sao mà cây dừa này nó mọc lên á. Cũng thương cái ngôi nhà này nữa nè. Cây dừa trở thành một cái cây chịu đựng cái ngôi nhà bất đắc dĩ á cô bác quý anh chị. Khi mà nó mọc lên, nó cong lên rồi nó chịu ngôi nhà luôn. Nếu như mà không có cây dừa này thì chắc có lẽ là ngôi nhà này cũng đã siêu dẹo sang một bên rồi. Và ngày hôm nay á, thì Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng cũng như là anh Tâm đang có mặt tại huyện Tiểu Cần của Trà Vinh để chia sẻ về hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ cùng với lại hai người con mình sống trong cái cảnh trong một cái ngôi nhà lá mục nát và thiếu trước hụt sau. Và để tìm hiểu thêm về điều đó thì mời cô bác quý anh chị cùng với lại các anh em cũng sẽ vào trong để chia sẻ về một hình ảnh khá là đáng thương. Đúng là một ngôi nhà tranh mà hai quả tim vàng thật sự cô bác quý anh chị. Hỏi ra mới biết thì người chồng hiện nay đang bệnh khá là nặng, chị là lao động chính trụ cột trong gia đình. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ cũng như các anh em ha. Đây là một ngôi nhà lá rất là cũ rồi. Lá rất là cũ ha cô bác quý anh chị. Và để cái phần lá nó không có dột nữa đó thì dựng che lại bởi một cái tấm bạc đen nè, phủ hết ngôi nhà luôn. Nếu như mình nhìn ở trên nhìn xuống á, chắc chỉ thấy một màu đen của màu tấm bạc này thôi. Đây là cái cột nè cô bác quý anh chị. Đó, gãy trên hết. Ôi trời ơi trời. Nè, nhìn nè cô bác quý anh chị thấy không? Nó mục hết à. Đó, dừng rất là tạm bợ luôn. Làm nhẹ nhàng nghe. Dạ em không dám đụng vô luôn. Cánh cửa đây nè. Cánh cửa đúng không chị? Dạ. Dạ em chào anh với chị ha. Để có được đầy đủ các thành viên trong gia đình á, thì ngày hôm nay Bùi Hồ đến cũng có liên hệ. Tại vì được người dân giới thiệu á, thì Bùi Hồ tìm đến hoàn cảnh của chị với lại anh này. Chị cũng hôm nay cũng đi làm cũng tăng ca. Rồi sau đó là mới xin nghỉ rồi về để mà có thể chia sẻ với lại cô bác của chị cho em đeo cái mic cái ha. Con để đó đi con, không có sao hết á. Cho em đeo cái. Chị tên gì ha? Em tên Hương. Chị Hương, còn anh? Cột. Anh cột hả? Dạ. Trời ơi. Cô bác quý chị thấy không? Rồi con tên gì? Con tên gì con nói chú đi. Trời ơi bé gái dễ thương như vậy. Một mái nhà tranh hai quả tim vàng thật sự ha. Bốn quả tim vàng luôn á. Em muốn biết là chị Hương hiện nay là làm công nhân làm cái công việc gì, lương tháng bao nhiêu ha? Dạ em Mai. Lương tháng em 4.6 triệu. Mai ha? Dạ. Lương tháng 4 triệu 6. Dạ. Dạ. Em nghỉ một ngày đấy chịu 9 ngày. Là sao? Em đi bà nội mất đó. À. Cái em xin nghỉ. À. Xin nghỉ em có đem chứng từ vô. À. Rồi nó trừ 9 ngày. Chị Hương là năm nay bao nhiêu rồi? Em 30 tuổi. Còn anh Cọt? Em 39. Anh Cọt 39. Dạ. Anh với chị là có được hai cháu. Tên gì ha? Dạ Thư. Bé Thư. Bé Thư mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi con nói xuống nha. Con 4 tuổi. Trời ơi nhìn gương mặt kìa. Nó nhát. Y gan trong tranh luôn á. Bé Thư 4 tuổi. Còn bạn Lộc là con nhiêu tuổi? Dạ con 11. Con 11 tuổi. Có được đi học không Lộc? Có. Học lớp mấy rồi? Dạ học lớp 5. Lớp 5. Rồi à. Nói đi với mẹ nè. Kìa kìa. Bé Thư có được đi đến lớp không? Trời ơi trời nhìn cái mặt đã sao á. Bé Thư có được đi đến trường không dạ chị? Có đi con. Dạ có. Có à? Dạ. Anh tên gì? Anh dạ, Cọt. Anh Cọt ngồi xích qua chị. Rồi gia đình của mình sống ở đây lâu chưa chị? Dạ cũng lâu rồi anh. Bao nhiêu năm rồi? Chục năm. Chục năm rồi. Dạ. Ngày xưa là anh với chị đến với nhau là qua yêu đương hay là làm mai? Dạ.
thương nhau ha. Ờ, một mối tình ha, mối tình rất là dễ thương. Rồi sau đó là hai vợ chồng về đây sinh sống đến giờ luôn. Dạ. Là lúc đẻ bé Lộc qua là ở đây luôn ha. Dạ ở đây luôn. Lúc trước là anh Cọt làm cái công việc gì? Em bằng hồ. Bằng hồ. Em nghe chị nói là anh bị té hay như thế nào? Bằng hồ anh té dặn giáo. Làm nặng không được rồi tôi mới sắp sao xin lại làm được. Làm được anh té thêm lần nữa. Ngồi yên. Té hai lần dặn giáo luôn. Ngồi yên. Làm ở đâu? Dạ em làm ở dưới biển Nhật Cúng. À. Rồi nghỉ lâu chưa? Dạ em nghỉ cũng lâu rồi, mấy năm rồi. Mấy năm rồi hả? Dạ. Rồi hiện nay là thu nhập chính của gia đình là nhờ vào chị. Dạ. À, lương một tháng 4 triệu 6 mà vừa chồng vừa hai đứa con nữa, đủ sống không? Dạ thiếu trước hụt sau. Thiếu trước hụt sau hả? Dạ. Rồi chị làm mà là thường tăng ca là đến mấy giờ? Em tăng ca 8 giờ rưỡi. 8 giờ rưỡi tối hả? Dạ. Mấy sáng mấy giờ đi làm? Dạ sáng 6 giờ em đi. 6 giờ đi. Ừ. 8 giờ rưỡi em về. 6 giờ sáng thì sao? Dạ có bữa hàng gấp thì phải 10 giờ em mới về. Tăng ca là mới được 4 triệu mấy đó hả? Dạ tăng ca luôn mới được 4 triệu mấy. Còn không tăng ca? Không tăng ca 3 triệu mấy à. Ôi trời ơi. 3 triệu 8. Rồi sinh hoạt sao mà mình đủ, ví dụ con cái nhỏ sửa sùng sao? Em đi mượn á. Mượn hả? Dạ. Mượn người lãnh lương thì em trả, bù vô trả. Anh Cọt là nghỉ 2 năm rồi. Dạ cả 2 năm, trên 2 năm anh. 2 năm, 2 năm rồi thấy vợ mình đi làm gì, mình thấy sót chứ không? Hỏi yêu. Dạ, sót luôn. Làm không được. Ngoài cái mảnh đất này ra thì còn có đất vườn gì không? Dạ không. Đất này là của ba mẹ cho hay là sao mà mình mua? Dạ của ba mẹ cho. Ba mẹ. Ba mẹ hiện nay sống gần đây không? Dạ gần. Cha bị tai. Cha em bị tai biến nằm chỗ. Ừ. Dạ. Mẹ. Chị ở đây là bên đất của anh Cọt hay bên đất của chị? Dạ đất của ảnh. Nhà chị ở đâu? Nhà em ở Tân An á. À. Dạ. Thấy đi làm gì thấy gánh nặng dữ không chị? Dạ dữ. Nhiều khi cũng tủi thân. Có thể chia sẻ cho tụi em được hiểu cũng như cô chú hiểu thêm. Tuổi thân là như thế nào hả? Khoảnh khắc như thế nào thì chị có thể chia sẻ. Dạ, tại mấy đứa nhỏ đi học nhiều khi không có tiền ăn. Vậy hả? Dạ. Em còn thiếu cô tiền học của nhỏ này nè. Của anh hai nó thì có tiền đóng, không có nói là thiếu. Anh hai là đi học bao nhiêu tiền ngày? Em cho có 5.000 rồi sáng em ăn cơm cho nó ăn. Dạ. Còn bé này, bé Thư. Bé Thư uống sữa. Dạ. Tại nó học rất chiều. Hai vợ chồng khổ nhưng mà khéo chăm con kìa. Dạ. Tròn trịa, dễ thương. Sớm nghe nói một câu là mỗi ngày chị phải chạy đi mượn tiền để trang trải rồi mằng trả lại. Dạ. Thì mới nói câu đó thì thấy chị muốn khóc, ra cũng xót. Dạ. Rồi làm không có nghỉ ngày nào hả? Dạ chị... không, em không có dám nghỉ. Có nội mất em nghỉ có ngày mà nó trừ. Trời, chị làm công nhân là được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm từ hồi anh nghỉ tới giờ 2 năm mấy. 2 năm trước là anh Cọt làm nuôi vợ mình. Dạ. Vợ thì chị ở nhà là nội trợ thôi. Dạ. Khi mà anh Cọt không còn khả năng lao động nữa thì chị quay lại nuôi cả gia đình. Dạ. Có bao giờ chị cảm thấy là mình gánh nặng nề quá mình muốn bỏ cuộc không? Dạ không. Sao? Em vì con, vì chồng. Vì con, vì chồng. Có bao giờ là muốn tìm một việc nào có đó cho chồng mình phụ mình không? Dạ, giờ ảnh lo hai đứa này đi học. Dạ. Đưa đi học bằng gì? Dạ, đưa đi học. Dạ, mượn xe của chú ở Đại. Không có chiếc xe luôn hả? Dạ, em có chiếc xe em đi làm. À, nhiều khi chú ổng đi ruộng á, rồi cái ba cha con dẫn nhau đi bộ về. Vậy hả? Dạ. Trời ơi trời. Ngôi nhà của mình là cất lâu chưa? Dạ, từ ra riêng tới giờ luôn. Hồi đó cất là ba mẹ cho tiền hay là mình tự là hai vợ chồng tự dành dụm dư ra dạ, cất? Dạ, em dành dụm á. Hai bên cho mẹ cho những cái cất. Tại giờ luôn. Chưa có sửa lại gì. À. Cắt thì sao rồi? Rồi làm sao mà mình leo lên hết mình phủ được cái tấm bạc lên nhà vậy? Em mượn cái thang. À. Thì em với bạn em người trên đầu. Người ở dưới kéo rồi. Chứ không dám đi ra tới đây. Em thấy mình sống sao mà đến nỗi cây dừa mà nó cũng còn thương mình nữa. Dạ. Không có cây dừa nó sập lâu. Không có dừa sập lâu rồi. Dạ cái chân cột bên đây là nó không còn đất, nó không bám luôn.
À gãy cái chân luôn á. Dạ, hả? Cái chân luôn. Trời chân ơi. Nó bị mục. Chiều nay gia đình mình ăn cơm với gì hả chị? Dạ hôm qua chị dậy cho ăn miếng cá biển. Ừ. Dạ. Cho mấy con cá biển. Ừ. Rồi em chiên. Ở đây chị đi làm xa không? Dạ em đi, em chạy đây 20 phút. Ừ. 20 phút. Dạ. Vậy là cũng 5-6 cây. 5-6 cây. Dạ. Tốn tiền xăng tiền này tiền kia cũng muốn hết. Tiền kia rồi tiền ăn nữa. Mỗi ngày thu nhập nếu như không có tăng ca là chỉ có 100.000 đồng cho cả 4 thành viên trong gia đình. Trời ơi. Bé này tháng cô cho đóng 50.000. Cô chàng tiền đóng giùm. Ừ. Cô biết em khó khăn á, cô cũng chàng. Cô chàng cô đóng, cô đóng cho rồi tháng này em đưa tháng đó, em gửi. Ừ. Gửi tháng 50. Có bao giờ về nhà gặp cái cảnh như thế này mình thấy mình nản không chị? Không. Ừ. Dạ không. Quay đi, bây giờ mình sẽ đi quay tổng thể về ngôi nhà của anh với chị ha. Đây là cái cánh cửa này cô bác của anh chị. Đây nè, nói tới là chị khóc à. Mấy cây cọng dây này nè. Khéo là nó gớt ba cái những cái lá đó. Cửa này bằng bao của thức ăn á. Ngày xưa chị sinh chị mai lại hay sao? Dạ. Lúc trước là cái cửa nó giống gì không? Dạ nó bằng lá. Bằng lá, lá hư. Dạ, không có tiền mua lá luôn hả? Dạ thôi. Rồi em mai đó lại em làm. Ôi trời ơi trời. Rồi tối là hai bé cũng ngủ chung với anh chị hay sao? Dạ bé lớn ngủ riêng. Dạ. Còn đây nè anh một đồng. Những cái thanh tre rất là tạm bợ luôn. Cứ hết cái này nối cái kia nè. Ở trên này gãy á. Ở cái cột này gãy luôn. Cái nón này trời. Ở trời, ở trời. Lấy cái nón ra kìa. Gãy rồi, nó. Gãy đó nha. Đây là cái sào đồ của mình đó hả chị? Dạ. Sào đồ của bé đó hả? Của bé. Còn những cái vách nè, những cái cặp nè. Thấy không? Cặp thì cũng rất là cũ kỹ luôn. Ừ. Bé đi học nè. Nhưng mà được cái là anh với chị cho các bé đến trường hết à. Dạ. Đó. Qua đây nè. Cái này là người ta cho luôn hả chị? Dạ à. Anh ta cho. Cô em cho. Cô đây nè, cái này là người ta cho luôn hả? Dạ. Đây nè, đây là cái vách phòng của bác của anh chị. Đó, những cái tấm vải á, bằng đồ. Cửa thì bằng bao thức ăn, còn cái buồng thì dựng bằng cái tấm vải nè. Nhà được hai cái giường. Gặp ở trên này là không có cái nền, dưới này là nền đất ha. Mưa ở trên nó có bao giờ nó nhiễu xuống không? Dạ có. Lúc trước nhiễu em mới lấy mấy lần. Cái nhà em là ba lớp cao su á. À. Dạ. Ba lớp là chạy ra cũng chắc ba mùa rồi, chạy lên là ba năm rồi. Dạ. Một năm thay một lớp. Dạ. Là ba lớp nó là ba năm. Đối với dột em mới gáy đó là mình điện cho dột. Không những là ba lớp cao su mà còn thêm mấy cái thùng sữa. Trời ơi trời. Bởi vì quá nhiều hoàn cảnh. Bà nào không. Cái tủ lạnh này chị nói là ta cho luôn hả? Dạ của chị. Chị qua đây đi chị Hương. Dạ. Chị được có cái bếp ga để nấu ăn nè. Cơm với lại nè. Cá biển ta cho nè. Chị ảnh đi làm nồi cơm điện nó cũ rồi. Chị hai chứ cho. Làm mà gặp tai nạn đó. Ừ. Rồi. Cái này gì chị? Cái gì? Anh nấu ở nhà nấu ăn mà. Dạ, hình như là gia đình mình chưa có ăn cơm đúng không? Dạ chưa. Trời ơi. Đây là sào đồ không có cái tủ gì đâu hả? Dạ không. Ở trong đó là khổ gì khổ dữ trời. Dạ ấy không. À. Cái nhà sau đó em không có ấy cái thế. Cái này là nó gì? Không có gì hết. Bị sập xuống hay gì? Dạ nó sập á em không có vô đó. Mà nó nấu bằng củi á, cái nó sụp xuống cái em dẹp luôn. Cái ngôi nhà này diện tích nó không có lớn. Dạ. Bề ngang nhiêu ta? Được 4 mét không? 4 chừng 8 mét gì? 32 mét vuông. Là 4 mét rưỡi bề ngang. Ừ. Đây là cái cửa sau nè. Dây điện thì bán lên đây nè. Ở đây rồi điện nước mình xài sao hả chị? Dạ nước em câu anh mẹ. Mẹ ở đâu? Dạ mẹ bên đây. Mẹ em
Rồi cái này là cái sống chén mình ha. Dạ, cái sống chén. Thì đi ra phía sau nè, bị hồ dồn thấy căn nhà nè, cái nóc nè. Trời ơi. Cái này là nơi mình rửa chén rồi để chén ngoài trời này luôn hả chị Hương? Dạ. Rồi nấu ăn ở đâu? Ở trong đó. Dạ nấu ăn. Rồi rửa ở đây. Em rửa ở đây. Còn đi vệ sinh. Tắm rửa. Tắm về tối em về em tắm đại ở đây. Tắm ở đây luôn. Dạ. Tắm ở đây luôn. Và nhà vệ sinh đâu? Nhà vệ sinh bên mẹ. Bên kia không có. Đi ké hả? Dạ. Quay cái này là anh một đồng, thấy ngôi nhà nè. Anh mới quay nè. Dòm từ phía sau ra phía trước toàn là một màu đen luôn. Nhưng mà may mắn thay là có cái cây dừa nó chịu lại chứ không có là cái nhà này là không còn. Để lọc qua đây coi Lộc. Lọc qua chú rồi. Con tối ngủ ở đâu? Dạ, tối ngủ trong buồng. Ở trong buồng, ba mẹ ngủ ngoài trước. Con ngủ có bị dột không? Nhiều không? Sao nói họ cũng muốn khóc rồi. Hả? Đi học mẹ cho có 5 ngàn có bao giờ đi đến trường mình đói không? Có. Có hả? Mình có mong ước gì không? Ừ. Có mong ước gì nói chú nghe. Hả? Có mong ước gì không? Mong ước gì không nói chú nghe. Có bao giờ mà hôm nào mà con đói quá, con hết tiền rồi con thấy mấy bạn ăn rồi con thèm tủi không, thèm không? Có mong muốn gì nói chú nghe. Nó cũng biết lắm á, nhiều khi em cho nó 5 ngàn nó mua bịch bánh làm, còn 3 ngàn đem về. Ngàn thôi con không? Dạ. Sao con muốn khóc? Còn 3 ngàn đem về. Thật ra thì chị Hương như vậy cũng sốc lắm. Nhưng mà biết sao, bây giờ cái lương tháng chị như vậy thì nếu mà cho con mà nhiều thêm nữa thì trang trải cuộc sống trong gia đình, còn anh với bé nhỏ nữa nè. Có bao giờ mình mong ước mình sửa lại được ngôi nhà không chị? Dạ em mong ước có cái nhà cho mấy đứa nhỏ nữa ở, chứ như vậy em cũng sợ. Mỗi khi ban đêm mà có giông gió, mưa gió đồ gì thì chắc... Dạ, em khỏi ngủ luôn. Chắc đâu có ngủ được. Dạ. Lo cho hai đứa con sợ. Dạ. Cái căn nhà nó quá yếu rồi. Bé Thư nói chuyện được không chị Hương? Dạ, nó nhát, nó không nói. Dạ. Rồi mẹ đi làm gì ở dưới ba rồi, có đòi mẹ không? Dạ không, em về nó ngủ mất tiêu rồi. Sáng em đi nó chưa thức nữa. Sáng đi lúc con chưa thức về thì dạ, con nó ngủ rồi. Dạ. Đâu có gần mẹ nhiều đâu. Nó mến cha nó hơn mến em. Dạ. Yeah. Dạ. Ở nhà là anh lo việc nấu ăn hết à? Dạ. Còn chị đi làm kiếm tiền. Em đi làm kiếm tiền. Trở thành trụ cột chính của gia đình luôn. Nhưng mà vì con, vì chồng cố gắng chị ha. Dạ. Anh một đồng hỏi đi, bây giờ em nghẹn lời, em không biết nói gì luôn á. Thật ra thì anh đi đến cái hoàn cảnh nào thì cũng thấy rất là sốt luôn á. Dạ. Nhưng mà đến cái hoàn cảnh này thì anh thấy càng thấy nó sốt hơn nữa. Tận cùng của sự nghèo khổ luôn. Nhưng mà được cái có hai đứa bé tròn trịa dễ thương ghê á. Dạ. Nhưng mà phải chi là anh thì hiện giờ là không có... Không có sức lao động luôn. Đúng rồi. Nếu mà anh còn lao động được thì có thể là hai vợ chồng làm trang trải cuộc sống thì nó cũng ổn. Dạ. Còn bây giờ anh không đi được do tai nạn nghề nghiệp. Hồi lúc đó anh té thì anh có nằm viện mấy tháng không? Dạ có. Nằm lâu không? Dạ cũng nằm 2 tháng. Dạ. Rồi lúc rồi... có tiền bạc thì sao? Dạ chị ngay chỗ chồng, anh làm cho chồng có chị đó, rồi chị đó lo. Ừ. Dạ. Chị lo hết luôn. Ừ. Em cũng còn mượn 5 triệu mà chỉ thấy em khổ chứ không có đòi. Mượn để lo cho anh hay sao? Dạ. Cái không gian nấu ăn thì ngoài trời, không biết mưa thì mằn cá hay sao. Mưa thì lấy chén
đồ ăn cơm sao? Ở nhà mình ăn cơm ở đâu? Dạ có cái bàn nhỏ. À mưa thôi, chắc là ở dưới đây mấy bé đi vô đâu được đúng không? Dạ nó không có nghe âm, trời mưa là nó ở trong nhà không. Đi vô đi chị. Dạ đi. Bình thường thì những cái hoàn cảnh nào thì nồi nè, chén nè, em thấy không, đều để trong nhà hết. Đều ở đây đặc biệt là để ngoài trời luôn, chứ không có chỗ để luôn. Ngay cả tấm bạc mà nhà không có đồ thay á. Tôi biết hoàn cảnh này, thấy em nói chuyện mà em rưng rưng gì, muốn khóc cái gì. Không có cái tủ gì không gì á. Trời ơi. Anh ngồi đi. Cái mùng nè. Mấy cái vách kìa. Không biết thì qua thước phim thì cô bác của anh chị thấy sao chứ Bùi Hồ với Một Đồng bây giờ nghẹn lời luôn rồi. Anh với chị có ước muốn gì không? Em ước có căn nhà cho cha con nó ở. Anh Cọt. Dạ. Anh có muốn gì không? Em ước cho có thể xây lại, sửa lại nhà cho nó đừng có dột nữa. Còn ước có một cái căn nhà để cho cha con ở, để chị yên tâm. Để em yên tâm đi làm đó. Chứ nhiều khi mưa gió này nọ thì mình làm chắc. Dạ em làm cũng không yên tâm. Đang làm chứ nghỉ dạ. Tập trung về nhà không biết cha con như thế nào nữa. Bữa em đi làm mà trời giông quá trời em sợ. Có bao giờ giông quá rồi sợ ngủ không được mấy chất mấy đứa con này vợ chồng gom nhau ngồi một cục không? Dạ cũng có. Có những cái trận bão mưa lớn. Dạ. Nếu mà giông cái căn nhà này chắc đưa. Dạ. Đưa lúc có đó. Bữa em ngủ cái miếng nhách đó nó rớt xuống cái chống quét từng lỗ rồi cho nó sáng cuột lại. Thì nhờ cây dừa chịu lại. Dạ, nhờ cây dừa chịu lại. Nhưng nó nghiêng qua bên cây dừa đó. Mà sao cây dừa hay ghê á. Dạ. Cây dừa tự nhiên mọc dừa trong ngôi nhà luôn. Không, rồi lúc cắt. Lúc cắt là nó có. Dạ, thì nó. Dạ, nó cũng xa. Nó quay vô sao mà từ từ cái nó ngã nó ngọn chứ ra. Mới đầu là ngay vô là được rồi, làm tính đốn rồi. Cây dừa cũng có tình thương đối với anh chị luôn. Không sợ rụng vô nhóc nhỏ ngủ không sợ rụng mà sao càng lớn nó càng đưa cái đọt ra. Tại không đốn là nhà này sập lâu. Dạ hả? Dạ, không đốn là nó sập lâu lắm. Còn cây dừa nó còn chủ lại. Mà ngôi nhà này nếu như mà để thì chắc không sống, không chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Đúng rồi, nhưng mà tuy là một phần cây dừa chịu chứ cũng không bao lâu nữa đâu. Tại giông gió nó giật mạnh lắm. Kể cả những cái chân cột hiện nay là nó đã đứt chân hết rồi. Nè cô chú anh chị xem nè. Nó thấy nó bám vậy đó chứ cái chân nó bị đứt hết rồi. Nên những cái cột nó bị siêu đó em thấy không? Chỉ hiện nay thì chỉ có cái cây dừa là cái trụ cột chính cho cái căn nhà này thôi. Nhìn cái khung cảnh này cũng không biết làm sao luôn. Thì cái nhà này anh cắt như cũng được 10 năm chưa? Từ hồi chưa đẻ bé Lộc em mà. Dạ đẻ. Dạ đẻ chưa rồi. Sanh, đẻ rồi, sanh rồi. Nó mới bò. Bé Lộc hôm nay bao có mấy tuần? Dạ không, số 5. Nhìn bé Thư nhìn dễ thương quá. Cố gắng là chăm cho các bé đi học, đến trường, đến lớp. Để có thể thay đổi được cái cuộc sống của gia đình mình. Dạ. Mà em rất là phục anh chị, mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng mà đều cho hai bé đến trường hết à. Chứ không có bỏ lỡ việc học hành. Có bao giờ mình nghĩ đến việc mà cho các bé nghỉ học không chị Hương? Nhiều khi em không có tiền, không muốn cho nó nghỉ. Không có tiền trang trải. Thấy con người ta đi học đầy đủ rồi, con em thiếu gì lắm. Nhưng mà nói thật ha, không lại nhà của bé Thư đi, ta tưởng đâu bé Thư là con nhà giàu không á. Dạ. Đúng không? Con nhìn nè. Nhìn cái mặt cáo cảnh kìa. Cái cưng nha.
nó dễ ăn lắm. Có nước tương không ạ? Nước tương không mấy anh ăn, nấu mì cái trộn mì khô cho nó ăn. Cái ngồi nó ăn. Chén cơm với nước tương thôi. Ăn. Tụi nhỏ không biết gì hết á. Nãy hai anh em nấu ăn tô mì, cái hai anh em ngồi ăn. Sáng là gia đình mình đâu có ăn sáng gì hả? Dạ không, em không có ăn sáng. Sáng em ăn cơm cho nó ăn. Rồi em đi làm tới 12 giờ em ra em ăn. Chị là đem cơm theo hay là? Dạ em dở cơm. Sáng 5 giờ dở cơm theo. Dạ. Rồi sáng tới sớm em nấu. Nấu cơm để cho nhà, cho mấy trẻ con ăn luôn. Dạ. Rồi các bé cũng đâu được đi ăn sáng đâu. Dạ không. Chỉ đi học là bé Lộc là tốn 5.000 thôi. Dạ. Rồi đầu năm người tụ trường sách vở sao? Sách vở người ta cho. Cũng. Em xin của bà chị ở gần. Rồi quần áo sao? Quần áo thì chờ vợ của anh mà ảnh làm á, chỉ mua cho chứ thương đó. Chú lạnh nó chỉ mua cho. Cũng chỉ cho á. Càng lo. Bây giờ chỉ mong là sửa được ngôi nhà nhỏ nhỏ bằng cái ngôi nhà này thôi. Dạ. Cuốn nền cho nó sạch sẽ cho các bé là được rồi. Chứ đâu có mong ước gì cao sang đâu. Dạ. Một buổi chiều muộn như thế này, cảnh nó buồn, dịch nó kêu ngoài kia. Nghe tiếng gió thổi mà nó luồn qua những cái kẽ lá mà ngôi nhà nó bị mục á. Nó tăng lên cái độ gọi là buồn ảm đạm. Trời mưa mà nó còn buồn dữ. Nhà có cái bóng đèn thứ hai trên đó. Chắc là anh ương được kêu chứ. Nhà hái rồi. Tối nó kêu. Tối rồi có kêu đã. Tại vì cái căn nhà ở đây cả nhà cũng không có nằm ở ngoài mặt lộ nữa, mặt lộ mình phải đi vô cỡ 200 m, đi một cái con đường mòn thôi. Nhưng mà chị Hương thì cũng cố gắng để lo trang trải trong gia đình. Mỗi buổi sáng phải thức dậy sớm là tranh thủ nấu cơm để dở đi, chứ đâu có phải đi làm như những người khác mà chạy đến một cái quán ăn nào đó để mà ăn đâu. Thức sớm nấu cơm, dở theo. Nhịn để cho con mình được đến lớp. Dạ. Nhà mấy chú chạy dịch lại thấy chụp cho dịch. Cũng... ai thấy nó cũng cưng đó chứ. Em gặp em còn thấy muốn cưng đó mà. Thầy lạ nó không nói trời chuyện, cái quen nó mới nói. Cho nên mình gần ruộng là tới mùa lúa chín là có mấy chú dịch chạy đồng chạy lạnh. Dạ. Cũng mai mốt gì đi vậy, chớ sợ. Nó bệnh hai bữa nó sò nó. Lộc trước giờ đi học là có được bữa ăn ngon nào mà ở trong lớp không? Có 5.000 mà. Hay trước giờ có ao ước bữa nào mình được ăn ngon không? Có hả? Nhưng mà ao ước cũng không có được phải không? Dạ. Tại vì mỗi sáng đi con học sáng hay học chiều? Dạ học hai buổi luôn. Là một buổi 5.000. Trong một ngày chỉ có 10.000. Tháng này hết 300.000 của mẹ rồi. Thời điểm hiện tại nó thì có học có bữa thứ ba với bữa thứ sáu hai buổi rồi. Ly trà đường là hết 5.000 rồi. Thì làm gì bé còn tiền để mà ăn. 5.000 mà chị Hương nói là dạ nó mua bịch bánh 2. Mua bịch bánh 2.000 còn 3.000 đem về cho mẹ em. Đó. Đem về cho em nữa. Trời dạ. Ơi. Con đại học có lấy chai nước theo không? Bởi vậy nên là thử làm cô bác anh chị thấy có những cái hoàn cảnh khổ á. Đi càng ngày thấy những hoàn cảnh nó càng khổ hơn. Thành thử là các anh em mình không biết bây giờ hiện nay đi rất là nghẹn lời, không biết chia sẻ như thế nào. Chỉ nhìn qua cái cảnh đó cô bác anh chị thấy được cái sự khổ ở trong cái gia đình 4 thành viên như thế này rồi. Ngày hôm nay á thì em đến đây không biết nói gì hơn, vào một buổi chiều muộn như thế này chạy từ Hậu Giang qua đến bên đây cũng khá xa. Dạ. Và đến đây cũng mất chị nghỉ tăng ca một ngày coi như là mất cái năng sức lao động rồi, cũng thông cảm cho tụi em ha.
mà để có chị thì mới chia sẻ để hiểu thêm á. Dạ. Dạ thì em đến đây em thay mặt cho cô My ở Mỹ á, dạ, gửi cho mình 1 triệu với lại 2 chai dầu. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn cô My. Anh còn có muốn nói lời nào không? Em cảm ơn tất cả mọi người. Thư có muốn nói lời nào không? Còn nói gì không? Không có. Bao nhiêu đó thì để cho cô bác quý chị hiểu thêm về sự khó khăn và lâm vào cảnh khổ của vợ chồng của anh Cọt và chị Hương ha, cũng như là bé Lộc và bé Thư. Rất mong sự chung tay của cô bác quý chị để gia đình có thêm sự ấm cúng. Và thôi bây giờ chắc có lẽ là Bùi Hồ và các anh em xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau. Xin chân thành cảm ơn cô My cũng như là tất cả quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng với các anh em ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ạ.